Rồi, xin chào mọi người, hôm nay sẽ livestream cho mọi người coi ca khúc hôm nay nha. Chị Trâm chụp hình 23 đang xứ như cô nha. Rồi, thì chị Trâm cười cho mọi người xem thấy răng mới của mình nhé. Rất là đẹp luôn. Rồi, cho mọi coi cái răng cũ của chị nha. Trâm thì nó răng cũ thì nó hơi bị quặp vào trong và hơi ngắn, còn form răng mới của chị Trâm là răng thỏ. Rồi từ từ chút xíu nó dựng xuống. Chị Trâm có thấy hài lòng với cái hàm răng mới này của chị không ạ? Rất là thích đúng không? Màu sắc thấy ok chưa chị? Thời gian của mình làm là mấy ngày xong? 4 ngày. Chị Trâm là người ở Nha Trang á, đến Nha Trang ăn tâm để làm răng. Há cắn ở đó thoải mái chứ chị. Rồi, chị Trâm một lần nữa ha.